Bồ Tát nghe tiếng này, tâm ngài đại hoan hỷ, phát sinh ý kiên cố, nguyện cầu các Phật pháp. Bồ Tát nghe được pháp âm vi diệu thâm sâu vô thượng này, trong tâm sinh đại hoan hỷ, phát sinh ý chí kiên cố, nguyện cầu pháp vi diệu của chư Phật nói. Nhờ vui thích Bồ Đề, tâm ngài dần điều phục, khiến tin thêm tăng trưởng, không trái chê Phật pháp. Vì nhờ Bồ Tát hoan hỷ ưa thích Bồ Đề giác đạo, cho nên tâm của ngài dần dần được điều phục, khiến cho tín tâm ngày càng tăng trưởng, đối với Phật pháp không trái ngược, không phỉ báng và ủng hộ Phật pháp, tuyên dương Phật pháp. Do nghe pháp âm này, tâm ngài được kham nhẫn, an trụ chẳng lay động, tu hành Bồ Tát hạnh. Do nhờ nhân duyên nên nghe được pháp âm này mà tâm của ngài đắc được sự kham nhẫn, an trụ vào cảnh giới kham nhẫn, nên tâm không bị lay động để tu tập Bồ Tát hạnh, lục độ vạn hạnh. Vì nhờ cầu Bồ Đề, chuyên hành hướng Bồ Đề, tinh tấn không thối chuyển, chẳng bỏ các thiện nghiệp. Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo vì cầu đạo vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm nhất trí để tu hành hướng về đạo Bồ Đề, lúc nào cũng tinh tấn chẳng thối chuyển vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không xả bỏ tất cả nghiệp thiện. Nhờ cầu đạo Bồ Đề, tâm ngài không sợ hãi, nghe pháp thêm dũng mãnh, cúng Phật khiến hoan hỷ. Bồ Tát nhờ cầu Bồ Đề cho nên ngày đêm tinh tấn không giải đãi. Trong tâm của Bồ Tát chẳng sinh tâm kinh hãi sợ sệt, cũng chẳng sợ Phật đạo lâu xa, chỉ một lòng tinh tấn hướng về trước. Nghe được pháp của chư Phật nói, tâm sẽ thêm dũng mãnh tinh tấn. Bồ Tát thường hay đến cõi nước chư Phật mười phương để cúng dường chư Phật, thừa sự chư Phật, khiến cho chư Phật sinh đại hoan hỷ. Như có người phước lớn đắc được kho vàng thật, tùy thân mang trang sức làm các đồ trang nghiêm. Giống như có người có phước báo lớn đắc được kho vàng thật, bèn đem vàng thật làm các thứ đồ trang nghiêm để mang trên thân, dùng để cúng dường tam bảo. Bồ Tát cũng như thế, nghe nghĩa thâm sâu này, suy ngẫm thêm biển trí, nhờ tu tùy thuận pháp. Bồ Tát cũng như thế, nghe được nghĩa lý pháp thâm sâu này, ngài bèn tư duy tu hành để tăng thêm trí huệ rộng lớn như biển cả, còn tu hành pháp môn tùy thuận chúng sinh. Pháp có cũng thuận biết, pháp không cũng thuận biết, tùy pháp đó như vậy biết các pháp. Pháp có tướng, Bồ Tát cũng biết, pháp không tướng, Bồ Tát cũng biết, tùy thuận tất cả pháp để tu hành. Có vô sinh pháp nhẫn, tùy thuận các pháp, biết rõ tất cả các pháp thật tướng. Thành tựu tâm thanh tịnh, thấu triệt đại hoan hỷ, biết pháp do duyên khởi, dũng mãnh riêng tu tập. Làm thế nào để được tâm thanh tịnh, tức là sinh tu lục độ vạn hạnh, thực hành đạo của Bồ Tát tu, như vậy mới viên mãn công đức, thành tựu tâm thanh tịnh, thành tựu rồi mới thấu triệt được, sau đó sẽ sinh tâm đại hoan hỷ, biết tất cả các pháp là do nhân duyên sinh, tùy thấu triệt là không như chẳng chấp trước vào không, mà dũng mãnh tinh tấn siêng năng tu tập, bình đẳng quán các pháp, biết rõ hết tự tánh, chẳng trái Phật pháp tạng, giác khắp tất cả pháp, dùng tâm bình đẳng để quán giác tất cả các pháp, thấu suốt biết rõ tự tánh của các pháp, chẳng trái ngược với pháp tạng của chư Phật, giác ngộ khắp đạo lý của tất cả các pháp. Trí thích thường kiên cố, nghiêm tịnh Phật Bồ Đề, bất động như tu di, một lòng cầu chánh giác. Trí nguyện tâm hoan hỷ, phải thường hoan hỷ, như kim cang không bị phá hoại, trang nghiêm thanh tịnh giác đạo của Phật, chẳng lay chẳng động, vững vàng như núi tu di, một lòng một dạ, dùng pháp môn cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhờ phát tâm tinh tấn, lại tu đạo tam muội, vô lượng kiếp siêng tu, chưa từng có thối thất. Vì phát nguyện ý chí dũng mãnh tinh tấn, cho nên lại sinh tu đạo tam muội, từ vô lượng kiếp đến nay siêng năng tu hành, chưa từng khi nào thối chuyển vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp của Bồ Tát vào là chỗ của Phật hành, do đó biết rõ được tâm ngài không nhảm mỏi. Pháp môn mà Bồ Tát chứng nhập, tức là chỗ hành của Phật. Đối với pháp môn này, sau khi thấu rõ hiểu biết rồi thì tâm chẳng sinh nhảm mỏi, cũng chẳng sinh giải đãi, lúc nghe kinh cũng không ngủ gục. Tại sao muốn buồn ngủ? Vì tâm cầu pháp không chân thật, không minh bạch tánh trọng yếu của sự cầu pháp, cho nên bị cảnh giới hôn trầm lai chuyển mà sinh ra tâm nhảm mỏi. Nếu thành khẩn cầu pháp thì tuyệt đối không ngủ gục, nhất định tập trung tinh thần để nghe kinh, trong tâm cũng chẳng có mọi vọng tưởng. Như pháp của Phật nói, bình đẳng quán các pháp, đâu chẳng bình đẳng nhẫn hay thành bình đẳng trí. Như pháp của Phật nói, dạy chúng sinh dùng tâm bình đẳng để quan sát tất cả các pháp, lại dạy chúng sinh bình đẳng nhẫn thọ tất cả những gì không thể nhẫn, không
không thể nhẫn cũng phải cố gắng nhẫn thì sẽ thành tựu bình đẳng trí huệ. Tùy thuận lời Phật nói, thành tựu môn nhẫn này như pháp mà biết rõ, cũng chẳng phân biệt pháp. Tùy thuận đạo lý của Phật nói thì thành tựu pháp môn nhẫn này, ý nghĩa chữ như là nhất như, không phải nhị như. Nhất như, nhất thiết như. Nhất thiết như tức là chẳng có gì mà không biết. Như già tức là tất cả đều tự tại, tất cả đều hợp với pháp, biết rõ đều như pháp, không tạo tác, chẳng có hành vi miễn cưỡng. Trong như pháp vốn chẳng có pháp phân biệt. Trên trời tam thập tam, hết thảy các thiên tử cùng đồng ăn một bát, thức ăn đều khác nhau. Trên cõi trời tam thập tam trời đau lợi, hết thảy tất cả các thiên tử tuy mọi người cùng ăn cơm trong một cái bát, nhưng mùi vị thức ăn đều khác nhau, mặn ngọt, đắng, cay, chua. Năm vị tùy theo sự yêu thích của mỗi người mà có, mùi vị này là tự nhiên. Ăn đủ thứ thức ăn, chẳng từ mười phương đến, do nghiệp thiện mình tu, tự nhiên ở trong bát. Các thiên tử dùng đủ thứ thức ăn uống, chẳng phải từ mười phương đến, đều do nghiệp thiện của mình tu, mà đắc được quả báo thức ăn ngon, tự nhiên đều hiện ra trong bát của mình. Người trời nghĩ quần áo thì quần áo đến, nghĩ thức ăn thì thức ăn đến, nghĩ cái gì thì có cái đó. Đó là quả báo của người trời. Bồ Tát cũng như thế, quan sát tất cả pháp đều từ nhân duyên khởi, không sinh nên không diệt. Bồ Tát cũng lại như thế, quan sát tất cả các pháp đều từ nhân duyên mà sinh ra, vì không sinh nên không diệt. Pháp là tự nhiên mà sinh, tự nhiên mà diệt, chẳng có miễn cưỡng, không diệt nên vô tận, vô tận nên không nhiễm. Pháp thế gian biến đổi, biết rõ không biến đổi. Vì không sinh nên không diệt, vì không diệt nên không cùng tận, vì vô tận nên chẳng nhiễm ô. Đối với pháp thành trụ hoại không biến đổi, Bồ Tát biết rõ là hư vọng không thật tại, tất nhiên là không thật, thì còn có gì thay đổi? Không đổi tức không xứ, không xứ tức tịch diệt, tâm ngài không nhiễm trước, nguyện độ các quần sinh. Tất nhiên chẳng có biến đổi thì chẳng có xứ sở, vì chẳng có xứ sở cho nên chỉ có tướng tịch diệt. Trong tâm của Bồ Tát chẳng có tất cả pháp nhiễm ô, cũng chẳng có tâm chấp trước tất cả pháp. Nguyện lực của Bồ Tát là độ tất cả chúng sinh, để khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Chuyên niệm về Phật Pháp, chưa từng có tán động, mà dùng tâm bi nguyện, phương tiện hành nơi đời. Bồ Tát chú trọng về Phật Pháp thì không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, cho nên chẳng có tán động. Bồ Tát dùng tâm đại bi nguyện để độ thoát tất cả chúng sinh thế gian, khiến cho họ lìa khỏi biển khổ. Dùng pháp môn thiện xảo phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh thế gian, khiến cho họ phát bồ đề tâm cầu vô thượng đạo đến thẳng bờ bên kia. Siêng cầu nơi thập lực, nơi đời mà chẳng trụ, không đi cũng không đến, phương tiện khéo thuyết pháp, Bồ Tát hành Bồ Tát đạo. Vì siêng cầu mười thứ lực của Phật, tuy nhiên ở tại thế gian nhưng lại chẳng trụ nơi thế gian. Tại sao? Vì cảnh giới của Bồ Tát đắc được đã đạt đến trình độ không đi cũng không đến. Bồ Tát dùng pháp môn phương tiện khéo léo để vì chúng sinh thuyết pháp. Nhẫn này trên hơn hết, rõ pháp không cùng tận, nhập vào chân pháp giới, thật cũng không chỗ vào. Pháp môn nhẫn ba la mật này là pháp cao hơn hết, Bồ Tát thấu rõ tất cả các pháp đều chẳng cùng tận, chứng được lý thể chân pháp giới, thật ra không chỗ chứng, cũng không chỗ vào. Bồ Tát trụ nhẫn này thấy khắp các Như Lai, cùng đồng thời thọ ký, gọi là thọ Phật chức. Bồ Tát trụ cảnh giới vô sinh pháp nhẫn, thấy khắp mười phương chư Phật, đồng thời thọ ký cho Bồ Tát gọi là thọ Phật chức, tức cũng là ban cho chức vị làm Phật. Thấu rõ pháp ba đời, tướng tịch diệt thanh tịnh, mà hai độ chúng sinh đặt vào trong thiện đạo. Bồ Tát thấu rõ thông đạt tất cả các pháp ba đời, đều là tướng tịch diệt thanh tịnh. Bồ Tát hay tùy thời tùy lúc giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều trụ ở trong thiện đạo. 17 kệ ở trên là kệ vô sinh nhẫn thứ 3. Thế gian đủ thứ pháp, tất cả đều như huyễn. Nếu biết được như vậy, thì tâm không lay động. Hết thảy đủ thứ pháp thế gian, tất cả đều là hiện tượng hư huyễn không thật. Nếu thấu rõ tất cả các pháp như vậy, thì tâm không thể lay động. Các nghiệp từ tâm sinh, nên nói tâm như huyễn. Nếu lìa phân biệt này, diệt khắp hết các cõi. Tất cả nghiệp đều từ tâm mà sinh ra, do đó tất cả do tâm tạo. Cho nên mới nói tâm giống như hư huyễn. Nếu lìa khỏi sự phân biệt hư huyễn như vậy,
thì sẽ tiêu trừ diệt hết tam giới 25 cõi lục đạo không còn sót. Ví như nhà huyễn thuật hiện khắp các sắc tượng đều khiến chúng tham vui, rốt ráo không chỗ đắc. Giống như có nhà huyễn thuật, ông ta có thể hiện ra khắp đủ thứ sắc tượng, có thể đều là giả hình giả tướng, bất quá khiến cho những người xem tham trước sắc tướng, hoan hỷ sắc tướng, rốt ráo sắc tướng đều là hư huyễn, không chỗ đắc. Thế gian cũng như thế, tất cả đều như huyễn. Hôm tánh cũng không sanh, thì hiện có đủ thứ. Thế gian và tình hình như vậy đều giống nhau, tức cũng giống như nhà huyễn thuật biến hóa ra, cho nên nói tất cả thế gian đều là hư huyễn không thật. Vì chẳng có một thể tánh cho nên chẳng có sinh diệt, nhưng vẫn thể hiện có đủ thứ tướng hư huyễn, độ thoát các chúng sinh, khiến biết pháp như huyễn, chúng sinh chẳng khác huyễn, biết huyễn không chúng sinh. Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho họ biết tất cả pháp như huyễn như hóa, chúng sinh do hư huyễn hóa ra. Nếu biết rõ tướng hư huyễn là không thật tại, thì còn có tướng chúng sinh chăng? Chúng sinh và cõi nước, hết thảy pháp ba đời, như vậy đều không thừa, tất cả đều như huyễn. Hết thảy chúng sinh và hết thảy cõi nước, hết thảy tất cả pháp ba đời đều là hư huyễn, chẳng có thật thể. Tất cả đều như huyễn như hóa. Quán tưởng như vậy liền không chấp trước, cũng không phiền não. Huyễn làm hình nam nữ và các ngựa trâu dê, nhà cửa hồ sông ngòi, vườn rừng hoa quả thảy. Nhà huyễn thuật biến hóa tướng hình nam, tướng hình nữ, tướng hình voi, tướng hình ngựa, tướng hình trâu, tướng hình dê, hoặc biến hóa tướng hình nhà cửa, tướng hình hồ sông ngòi, tướng hình vườn rừng, tướng hình hoa quả, vân vân. Huyễn vật không tri giác, cũng không có trụ xứ, được rốt ráo tịch diệt, chỉ tùy phân biệt hiện. Sự biến hóa giả huyễn vật, bản thân của nó chẳng có tri giác, cũng chẳng có chỗ trụ xứ. Vật biến hóa rốt ráo là tướng tịch diệt, chẳng có thật thể, nhưng tùy thời tùy lúc mà phân biệt hiện ra đủ thứ tướng hư huyễn. Bồ Tát hay như vậy, thấy khắp các thế gian, có không tất cả pháp, thấu đạt đều như huyễn. Bồ Tát cũng như thế, tùy thời tùy lúc hay thị hiện ra tất cả cảnh giới, hay thiền biến vạn hóa sắc thân của ngài, hay thấy khắp tất cả thế gian, bất cứ là pháp hữu vi hoặc pháp vô vi, đều thấu đạt biết rõ như huyễn hóa, chẳng có thật thể. Chúng sinh và cõi nước, đủ thứ nghiệp tạo ra, nhập vào như huyễn tế, nơi đó không nương tựa. Chúng sinh và cõi nước đều do nghiệp cảm tạo ra. Chúng sinh này thiện lương, chúng sinh kia chẳng thiện lương, đó là nghiệp lực tạo thành. Cõi nước này hưng khởi, cõi nước kia hoại đi, đây cũng là nghiệp lực của chúng sinh sở cảm. Tất cả đều nhập vào như huyễn tế, đương nhiên là như huyễn thì không chỗ nương tựa. 13 kệ ở trên là kệ thứ tư, như huyễn nhẫn. Như vậy được thiện xảo, tịch diệt không hí luận, trụ nơi bậc vô ngại, khắc hiện đại oai lực. Bồ Tát không chấp trước như vậy, do đó đắc được pháp môn thiện xảo phương tiện, vốn là tịch diệt chẳng có tất cả hí luận. Bồ Tát trụ tại địa vị viên dung vô ngại, khắp thể hiện thần lực đại oai đức. Dũng mãnh các Phật tử, tùy thuận vào diệu pháp, khéo quán tất cả tưởng, giảng gì nơi thế gian. Các đệ tử của Phật dũng mãnh tinh tấn, tùy thuận như huyễn tam muội chứng được tất cả diệu pháp, hay khắp quán sát tất cả vọng tưởng, giống như lưới giằng gì tại thế gian chẳng chỉ với nhau mà đào thoát chẳng khỏi tấm lưới này. Các tưởng như dương diệm khiến họ hiểu điên đảo, Bồ Tát khéo biết tưởng lìa bỏ mọi điên đảo. Hết thảy vọng tưởng giống như dương diệm hư vọng không thật. Dương diệm là gì? Vào mùa xuân nhìn xa trên mặt đất có hình trạng mờ mịt tựa như đám nước, khi đến gần xem thì không hình, không tướng, chẳng có gì cả. Sự vọng tưởng này hay khiến cho chúng sinh sinh hiểu điên đảo. Bồ Tát khéo biết tất cả vọng tưởng, cho nên xả bỏ, lìa khỏi tất cả điên đảo mộng tưởng, chẳng sinh mọi sự chấp trước. Chúng sinh đều khác biệt, hình loại chẳng một thứ, thấu đạt đều là tưởng, tất cả không chân thật. Chúng sinh có thải noãn thấp hóa, bốn thứ sinh khác nhau, dù chúng sinh đồng loại cũng có sự khác nhau. Hà huống là chúng sinh khác lại càng khác nhau, cho nên nói nhiều loại chẳng phải một loại. Ví như con người, có người da vàng, người da trắng, người da đen, người da đỏ. Còn động vật, thú chạy thì có loài thú chạy, loài bay thì có loài bay, côn trùng thì có loại côn trùng, mỗi thứ đều khác nhau. Tại sao? Vì vọng tưởng của chúng sinh khác nhau, giống như hạt bụi ở trong hư không. Chỗ nào có ánh sáng mặt trời thì nhìn thấy được bụi bay trong không,
bay lên bay xuống, lúc bên đông, lúc bên tây, lúc nam, lúc bắc. Vọng tưởng của chúng ta cũng như thế, có người nghĩ đi lên, có người nghĩ đi xuống. Do đó quân tử thì đi lên, tiểu nhân thì đi xuống. Hoặc tưởng đông, hoặc tưởng tây, lăng xăng không ngừng, giống như hạt bụi. Có người nghĩ muốn phát tài, liền mê về tiền tài. Có người nghĩ muốn làm quan thì mê về làm quan. Có người nghĩ muốn đi học thì mê về học. Có người muốn làm ruộng thì mê về làm ruộng. Chúng sinh đều có mê của người đó. Tóm lại muốn làm gì thì mê về cái đó. Đó tức là mê và tưởng sinh ra chấp trước. Sự chấp trước này nếu không phá được thì từ khi sinh ra đến chết hồ đồ một đời cũng không thể minh bạch. Tại sao hình loại khác nhau? Vì thuở xưa nghĩ tưởng khác nhau. Thuở xưa nghĩ gì thì đời này có diện mạo như vậy. Tưởng điên đảo đó lâu dần thì đoạn lạc trong nghĩ tưởng của loài đó. Tóm lại, thuở xưa tạo nghiệp nhân gì thì đời này sinh ra quả báo thân đó mà làm chúng sinh trong sáu nẻo. Trong kinh Lăng Nghiêm có ghi như vậy: thai do tình mà có, noãn do tưởng mà sinh, thấp do hợp mà cảm, hóa do ly mà ứng. Làm sao thành thai sanh? Vì do tình cảm mà sinh ra. Nam nữ có ái tình mà sinh ra con cái, sinh sinh không ngừng, cho nên con cái tiếp nối vĩnh viễn không dứt được. Làm thế nào thành noãn sinh? Vì do tưởng mà sinh ra. Giống như gà mái ấp trứng, ngày ngày nghĩ tưởng gà con của nó, tưởng tới tưởng lui bèn tưởng ra gà con. Làm thế nào thành thấp sinh? Vì chỗ ẩm ướt và hơi ấm hòa hợp mà cảm sinh ra, giống như tất cả côn trùng. Làm thế nào thành hóa sinh? Do biến hóa mà sinh. Vì thích mới chán cũ mà để bỏ bổn thân của mình, cảm ứng mà hóa ra thân khác, như tằm hóa bướm. Bồ Tát khéo biết tất cả đều là tưởng. Tài sắc danh ăn và ngủ trong thế gian có chân thật chăng? Chúng sinh hồ đồ mà sinh, lại hồ đồ mà chết. Ở giữa đoạn thời gian này chẳng minh bạch. Bất cứ người thông minh như thế nào cũng không thể sinh tử được tự do. Không thể sinh tử tự do thì đó là không minh bạch. Làm thế nào sinh tử được tự do? Chỉ có một phương pháp, đó là học Phật Pháp, niệm danh hiệu Phật, tu thiền định thì mới có thể khống chế được sinh tử, mới biết được đi về đâu. Tại sao? Vì tu đạo mới minh bạch được tất cả tướng điên đảo, mới minh bạch được tất cả là hư vọng, tất cả đều không chân thật. Như thế sẽ không khởi hoặc, không tạo nghiệp, thì sẽ không thọ quả báo, sẽ ra khỏi được tam giới, chấm dứt sinh tử. Mười phương các chúng sinh đều vì tưởng che đậy, nếu bỏ thấy điên đảo, liền diệt tưởng thế gian. Hết thảy chúng sinh mười phương thế giới đều bị điên đảo tưởng che đậy. Người thông minh thì bị vọng tưởng che đậy ít một chút, người ngu si thì bị vọng tưởng che đậy nhiều một chút. Trừ khi người có đại trí huệ mới phá được vọng tưởng. Mục đích chúng ta tu đạo là phá vô minh trừ vọng tưởng. Nếu lìa khỏi được thấy điên đảo thì tất cả vọng tưởng thế gian sẽ tiêu diệt hết sạch. Thế gian như dường diệm, nhờ tưởng có phân biệt, biết đời trụ nơi tưởng, xa lìa ba điên đảo. Thế gian giống như dương diệp, ở xa nhìn tựa như có, đến gần nhìn thì chẳng có, là hư vọng không thật. Tưởng của chúng sinh thế gian giống như dương diệp là chẳng rốt ráo. Giống là chúng sinh là do vọng tưởng mà hiện ra. Nếu chẳng có vọng tưởng thì tất cả cảnh giới cũng chẳng có. Cho nên vọng tưởng có đủ thứ tánh sai biệt khác nhau. Bồ Tát biết chúng sinh thế gian đều trụ trong vọng tưởng. Tưởng có sự phân biệt giữa thô tưởng và tế tưởng. Thế nào là thô tưởng? Đó là những gì nghĩ tưởng chẳng hợp đạo lý, chẳng hiện thật, do đó hồ tư loạn tưởng. Thế nào là tế tưởng? Đó là tưởng nhập phi phi, tưởng những sự việc chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu biết được tất cả thế gian do tưởng mà thành, thì liền xa lìa được ba thứ điên đảo. Những gì là ba? Một, tưởng điên đảo ở trong cảnh giới sáu trần, tưởng việc không hợp lý. Hai, thấy điên đảo về pháp sự lý, tà tri tà kiến, tức là chẳng phải chánh tri chánh kiến. Ba, tâm điên đảo, đây là gốc rễ của sự điên đảo, vì dùng vọng tâm tà thức để hiểu biết sự vật, điểm xuất phát chẳng chánh quyết, đó chẳng phải là điên đảo chăng? Như diệm lúc nóng gắt, đời thấy rằng là nước, thật ra không có nước, bậc trí không nên cầu. Vào thời tiết mùa hè vì khí hậu quá nóng mà tạo thành hiện tượng rừng diệm, người thế tục thấy cho rằng là nước, kỳ thật đó chẳng phải nước mà là một thứ khí thể. Đến gần để nhìn thì chẳng có gì hết. Người có trí huệ nhìn biết là hình ảnh hư vọng, cho nên không nên có sở cầu. Đức cũng là không chấp vào cảnh giới, không bị cảnh giới làm lay chuyển. Chúng sinh cũng như thế, đầy hướng về chẳng có, như diệm trụ nơi tưởng,
cảnh giới tâm vô ngại. Tất cả chúng sinh cũng như thế, tất cả thế gian hướng về sở cầu đều chẳng có, giống như rừng diệm ở trong tưởng của chúng sinh, tưởng nó là nước nhưng chẳng phải nước. Cảnh giới rừng diệm này chẳng chướng ngại được tâm của bậc trí, cho nên nói cảnh giới tâm vô ngại. Nếu lìa hết các tưởng, cũng lìa các khí luận, kẻ ngu si chấp tưởng đều khiến được giải thoát. Nếu lìa khỏi tất cả vọng tưởng, cũng lìa khỏi tất cả khí luận. Khí luận tức là ngôn luận không hợp lý, lời lẽ chẳng có ý nghĩa. Người ngu si chấp trước vào vọng tưởng, truy cầu tất cả cảnh giới hy vọng không thật. Bồ Tát có tâm đại từ đại bi, khiến cho chúng sinh có vọng tưởng đều đắc được pháp môn giải thoát. Xa lìa tâm kiêu mạn, trừ diệt tưởng thế gian, trụ nơi tận vô tận là Bồ Tát phương tiện. Người tu đạo trước hết xa lìa tâm kiêu ngạo ngã mạn mới có sự thành tựu, mới diệt trừ được tất cả vọng tưởng thế gian. Nhưng mọi người đều có sự chấp trước, buông bỏ chẳng được chính mình, nhận rằng hơn hẳn mọi người là vĩ nhân của thế giới, cho nên cống cao ngã mạn hoặc khinh sư mạn pháp. Phàm là người có tư tưởng này, nhất định sẽ đọa địa ngục, tơ hào chẳng có vấn đề gì. Trụ tại cảnh giới tận vô tận, tức cũng là trụ chỗ vô sở trụ. Do đó, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, đó là pháp môn phương tiện tu hành Bồ Tát Đạo của Đại Bồ Tát đắc được. 10 bài kệ ở trên là kệ pháp môn như diệm nhẫn thứ 5. Bồ Tát rõ thế pháp, tất cả đều như mộng, phi xứ, phi vô xứ, thể tánh thường tịch diệt. Bồ Tát tu hành pháp môn như mộng nhẫn, cho nên biết tất cả đều như mộng. Nếu nói mộng là thật, vậy nó đang ở chỗ nào? Chẳng có một chỗ nào có thể tìm được nó. Nếu nói nó chẳng có chỗ nào, nhưng ở trong mộng giống như có chỗ tự nhiên hiện ra cảnh giới. Phải biết rõ thể tánh của mộng là hằng thường tịch diệt, tức cũng là bổn lai chẳng có. Cảnh giới của mộng là không chân thật, cho nên đừng chấp trước. Nhưng có lúc ở trong mộng có thể biết trước sự việc tương lai sẽ xảy ra. Đây là mộng biết trước, vấn đề này sẽ nói sau. Hiện tại đang nói về mộng hư vọng không thật. Do đó, đời người như mộng, nếu nhìn đời người như mộng không chân thật thì còn có gì để lưu luyến, lại còn có gì để chấp trước, lại còn có gì mà nhìn không thấu, lại còn có gì buông xả chẳng đặng. Cảnh giới của mộng, nắm bắt không thể được, xả bỏ không thể được, muốn đem mộng ra nhìn xem, chẳng thể đem ra được. Muốn đừng nằm mộng cũng không được. Tuy nhiên mộng là giả, nhưng hãy khiến cho tâm của bạn lay động. Hiện tại chúng ta đang nằm mộng, nhưng mình không tin đang nằm mộng. Như có người nói, ông ơi, ông đang nằm mộng. Lúc đó bạn tuyệt đối không tin, bèn nói, tôi đang làm việc kiếm tiền, tôi đi học để có kiến thức. Những gì tôi làm đều là chân thật, sao lại nói tôi đang nằm mộng? Đợi khi bạn tỉnh mộng, không cần người khác nói bạn đang nằm mộng, thì chính bạn cũng biết là đang nằm mộng. Mộng này khi nào mới có thể tỉnh? Khi bạn tu hành, tu đến chỗ chẳng còn sự chấp trước, chẳng còn vô minh, chẳng còn vọng tưởng, chẳng còn phiền não, thì lúc đó bắt đầu tỉnh, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là đang nằm mộng ban ngày. Do đó, biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Đời người trước khi giác ngộ đều là đang nằm mộng ban ngày. Có người nói với bạn, bạn sẽ không tin. Đợi khi bạn tỉnh, không có ai nói với bạn thì bạn cũng sẽ tin. Chúng ta người tu đạo, tức là tu giác ngộ. Giác ngộ rồi thì sẽ hiểu tất cả đều như mộng. Lúc đó không còn điên đảo, không còn tham luyến vui năm dục hồng trần. Tất cả đều nhìn thùng, buông xả đặng, minh tâm kiến tánh, đích thân thành Phật. Các pháp không phân biệt, tâm như mộng chẳng khác. Ba đời các thế gian, tất cả đều như vậy. Tất cả các pháp đều không phân biệt, giống như mộng chẳng có hai dạng. Tất cả thế gian trong ba đời, hết thảy tất cả đều giống như cảnh giới mộng, chẳng có thể tánh, chẳng thật. Thể mộng không sinh diệt, cũng không có phương sở. Ba cõi đều như vậy, bậc thấy tâm giải thoát. Bản thể của mộng là chẳng sinh chẳng diệt, cũng chẳng có phương nào và xứ sở nào. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều đang nằm mộng. Nếu có tư tưởng và kiến giải như vậy, thì thường trụ chân tâm, tánh tịnh minh thể sẽ đắc được giải thoát mà không bị sáu căn sáu trần lay chuyển. Chúng ta nghe kinh phải chú ý, phải phân tích lý mới có sự thọ dụng. Bằng không bất cứ nghe bao nhiêu lần kinh cũng không thể đắc được lợi ích của pháp. Giống như ở trước có nói, tha do tỉnh mà có, noãn do tưởng mà sinh, thấp do hợp mà cảm, hóa nhờ ly mà ứng. Cảnh giới này tức là bị tình ái trói chặt. Như thế thì sẽ không được tự tại.
biết rõ sự việc chẳng đúng vẫn cứ đi làm, do đó Minh Tri cố phạm, hành vi này không thể tha thứ được. Lão Tử nói, thiên hạ đều biết điều tốt là tốt mà vẫn làm ác. Người thiên hạ đều biết tốt đẹp là tốt nhưng chẳng làm điều tốt đẹp mà đi làm việc ác. Lại nói, thiện là thiện mà chẳng làm thiện. Người thiên hạ đều biết việc thiện là tốt nhưng chẳng chịu làm việc thiện. Đây là mau bệnh mà một số người hay phạm. Biết rõ niệm Phật có thể vãng sinh về thế giới cực lạc phương Tây nhưng không chuyên tâm niệm Phật. Mộng chẳng tại thế gian, đâu chẳng tại thế gian, đây hai chẳng phân biệt, được vào nơi nhẫn địa. Cảnh giới của mộng tại thế gian tìm chẳng được, nhưng lìa thế gian đi tìm mộng cũng tìm chẳng được. Cho nên nói mộng cũng chẳng tại thế gian, cũng chẳng tại suốt thế gian. Hai sự tư tưởng này không cần phân biệt. Nếu có sự phân biệt thì có thức tâm, có vọng tưởng, có sự chấp trước. Nếu chẳng có sự phân biệt thì có trí huệ, được giải thoát, được tự tại, lúc đó bền chứng nhập pháp môn như mộng nhẫn. Ví như trong mộng thấy đủ thứ các tướng khác, thế gian cũng như thế, với mộng chẳng khác biệt. Ví như cảnh giới thấy ở trong mộng, hoặc là tướng đẹp, hoặc là tướng xấu, hoặc là tướng thiện, hoặc là tướng ác, có đủ thứ tướng khác nhau. Pháp thế gian cũng như thế, chẳng khác gì đối với mộng. Tất nhiên là như thế, còn phải chấp trước làm gì? Sao lại nhìn không thấu? Sao lại buông bỏ không đặng? Sao lại phải khổ não? Nói thẳng là tự mình làm phiền mình. Người trụ nơi định mộng, rõ đời đều như mộng. Đồng chẳng đồng, chẳng phải khác, chẳng một, chẳng đủ thứ. Thấu hiểu về mộng thì có thể trụ ở trong định mộng, thân ở trong mộng mà biết là mộng. Như vậy thì sẽ thấu hiểu tất cả pháp môn thế gian, đâu chẳng có gì mà không phải là mộng. Mộng và thế gian cũng chẳng phải giống nhau, cũng chẳng phải chẳng giống nhau, cũng chẳng phải một, cũng chẳng phải nhiều. Tại sao phải nói như vậy? Vì dạy bạn đừng chấp trước. Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm là viên dung vô ngại. Giống tức là khác, khác tức là giống, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chúng sinh các nghiệp sát, tạp nhiễm và thanh tịnh, như vậy đều biết rõ, với mộng đều bình đẳng. Chúng sinh do khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, cho nên có nghiệp nhiều như cõi nước, hạt bụi, có nghiệp tạp nhiễm, có nghiệp thanh tịnh. Bất cứ là nghiệp tạp nhiễm hoặc là nghiệp thanh tịnh, Bồ Tát đều hoàn toàn thấu rõ biết được, với mộng là bình đẳng, chẳng có sự khác biệt. Trong Kinh Kim Cang có nói, tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, hãy quán sát như thế. Đó tức là đạo lý này. Các vị thiện trí thức, tất nhiên biết là mộng, tại sao mộng hoài không tỉnh, còn mê mờ hồ đồ nằm mộng, phải hồi quang phản chiếu, tự hỏi mình. Mỗi ngày những gì mình làm, là nghiệp tạp nhiễm nhiều hay là nghiệp thanh tịnh nhiều? Có người nói, tôi ở trên thế giới này nhận thức chẳng rõ ràng, không biết gì là nghiệp tạp nhiễm, cũng không biết gì là nghiệp thanh tịnh. Hiện tại hãy nói nó cho rõ ràng, hàng ngày cứ vọng tưởng pháp tài sắc danh ăn ngủ năm dục, đó tức là pháp tạp nhiễm, đó là nghiệp tạp nhiễm. Hàng ngày cứ tu hành pháp tín tấn niệm định huệ, đó tức là nghiệp thanh tịnh. Hạnh của Bồ Tát hạnh cùng với các đại nguyện thấu rõ đều như mộng, với đời cũng không khác. Hạnh môn của Bồ Tát tu hành và phát ra tất cả đại nguyện thấu rõ biết được đều là mộng, chẳng có thật tại, và tất cả pháp hữu vi thế gian đều như nhau, cũng chẳng phân biệt. Phàm là có sự phân biệt thì không thể nhẫn được. Rõ đời đều không tịch, chẳng hoại nơi thế pháp. Ví như thấy trong mộng giải ngắn thầy các sắc. Tùy Bồ Tát biết rõ tất cả thế gian đều là không tịch, nhưng vẫn không hoại nơi pháp thế gian, giống như những gì thấy trong mộng có các sắc giải ngắn khác nhau. Tên là như mộng nhẫn, do đó rõ các pháp, sớm thành vô ngại trí, rộng độ các quần sinh. Bởi nguyên nhân đó cho nên gọi là như mộng nhẫn. Bồ Tát nhờ đó mà thấu hiểu pháp thế gian, sớm sẽ thành tựu trí huệ vô ngại. Trí vô ngại tức là Phật trí, thông đạt cảnh giới tự tại. Có vô ngại trí rồi thì mới rộng độ tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát Bồ Đề tâm tu vô thượng đạo. 10 bài kệ ở trên là kệ như mộng nhẫn thứ 6. Tu hành hạnh như vậy, sinh ra hiểu rộng lớn, khéo biết các pháp tánh, với pháp tâm không chấp. Bồ Tát tu hành hạnh như hưởng nhẫn, khi tu đến lúc viên mãn thì sẽ sinh ra tin hiểu rộng lớn, khéo biết các pháp tánh, tức là chân như thật tướng, không biến không đổi. Do đó tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên.
Tuy Bồ Tát thấu hiểu pháp tánh nhưng tâm không chấp trước. Tất cả các thế gian, đủ thứ các âm thanh, chẳng trong cũng chẳng ngoài, biết rõ đều như vang. Tất cả hết thảy thế gian có đủ thứ tất cả âm thanh khác nhau, nhưng những âm thanh đó cũng chẳng ở bên trong, cũng chẳng ở bên ngoài. Bồ Tát biết rõ đều như vang, giống như trong động vang ra tiếng, đó là do duyên khởi. Như nghe đủ thứ vang, tâm chẳng sinh phân biệt. Bồ Tát nghe âm thanh, tâm cũng lại như thế. Giống như nghe đủ thứ tiếng vang, trong tâm chẳng sinh phân biệt. Bồ Tát nghe được các thứ âm thanh, tâm của Ngài cũng như thế, chẳng khỏi tâm phân biệt. Bồ Tát đối với tất cả đều chẳng chấp trước, cho nên không phân biệt. Chiêm ngưỡng các Như Lai và nghe nói pháp âm, diễn khế kinh vô lượng, chỉ nghe không chấp trước. Bồ Tát chiêm ngưỡng tất cả chư Phật và nghe diệu pháp âm của chư Phật, diễn nói kinh Phật nhiều vô lượng vô biên. Tuy nhiên Bồ Tát nghe kinh điển của chư Phật nói nhưng không chấp trước. Hiện tại chúng ta nghe kinh cũng không chấp trước vào, nghĩa là không nhớ, quên mất, chẳng biết giảng kinh gì. Tại sao? Vì không chấp trước của Bồ Tát với không chấp trước của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Bồ Tát nhớ hết thảy đạo lý ở trong kinh điển nhưng vẫn không chấp trước. Tại sao? Vì Bồ Tát đã phá được pháp chấp, cho nên không chấp trước. Chúng ta chẳng phải muốn không chấp trước mà là không nhớ. Vì vậy phải học Bồ Tát nhớ đạo lý trong kinh điển, nương theo pháp tu hành, học điều không chấp trước này